một lá thư anh viết bên đèn khuya. Thời gian len lén đi mãi không về, đêm tối mơ hồ. Bạn lòng ơi, đêm nay trời lạnh lẽo, anh biết em mong chờ mà anh vẫn chưa về. Để năm tháng ngơ thơ, đêm này là bao. Các bác đang nghe âm thanh từ đôi loa Diatone DS36BR thể hiện. Và bây giờ các bác hãy tiếp tục nghe. Bác có thể thấy là với cái chất âm của cái đôi loa Diatone này, nó thể hiện những cái bài hát hay là những cái bản nhạc rumba nhiều bát như vậy rất là hay, nghe rất là quyến rũ các bác ạ. Bát xuống rất sâu và nặng. Đây mới là cái gu mà của những bác mà thích nghe nhạc sống, thích nghe nhạc rumba cha 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 như vậy, hay là modern talking, bolay, deji. Đôi loa Nhật này nó thể hiện rất là hay các bác. Và giá của nó thì bác nào quan tâm thì hãy xem lại video của em nói về, giới thiệu về đôi loa này, và đã có giá trong video trên kênh của em. Các bác hãy đăng ký kênh của em để nhận được những video sớm nhất về các sản phẩm hàng bãi, cũng như là cập nhật về giá hàng ngày. Các bác hãy đeo tai nghe vào để nghe những bản nhạc nó thể hiện rất là hay các bác. Xin chào các bác, và bây giờ em xin dừng video tại đây. Bác nào có nhu cầu mua sắm cũng như là tư vấn phối ghép về các thiết bị audio hàng bãi, karaoke, nghe nhạc chuyên nghiệp, hãy điện thoại qua số điện thoại 098 119 3686. Địa chỉ của em là Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội.
Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video sau. Xin chào các bác.